tu định vô lậu trong tất cả hành động và việc làm câu hỏi của mỹ linh hỏi kính thưa thầy từ nay con tu tập định vô lậu nhiều hơn có khi ngay cả trong giờ làm việc và cả giờ tối tu định niệm hơi thở có được không thưa thầy đáp được càng tu tập định vô lậu càng xả tâm nhanh chóng càng thấy kết quả nhanh hơn một thân được an vui thanh thản hai tâm bất động như cục đất trước các đối tượng ba tâm được chánh định không rơi vào tà định tưởng định bốn pháp hướng có hiệu quả và hiệu quả mầu nhiệm siêu việt lạ lùng nhưng có một điều con cần lưu ý tất cả pháp hành trong phật giáo đều nhắm vào một mục đích duy nhất là vô lậu Vậy lúc nào tu định vô lậu để quán vô lậu? Lúc nào tu định niệm hơi thở để quán vô lậu? Lúc nào đi kinh hành để quán vô lậu? Lúc nào làm việc để quán vô lậu? Lúc nào tu định niệm hơi thở để tác ý vô lậu? Lúc nào đi kinh hành để tác ý vô lậu? Lúc nào làm việc để để tác ý vô lậu. Đó là những điều cần thiết vừa đủ để tu tập tâm vô lậu, nhưng phải rất thiện xảo và phải luôn nhớ đừng quên. Đây là cốt lõi trên đường tu tập giải thoát của đạo Phật. Đọc trong thư con thì sự hiểu biết của con về Phật pháp chỉ mới trang bị cho sự bắt đầu những điều chân chánh để tu tập, nhưng còn áp dụng vào cuộc sống thì lại là một điều khác. Muốn có kết quả giải thoát thân tâm thì phải một Thường xuyên thưa hỏi mọi tâm niệm xảy ra của mình để được thông suốt và hóa giải do người thiện hữu trí thức thân cận. 2. Phải siêng năng tu tập chánh niệm tỉnh giác trong tất cả mọi hoạt động và trong tất cả việc làm, không chỉ riêng tu định niệm hơi thở mà còn phải tu luôn cả định vô lậu nhưng phải lưu ý tỉnh giác không phải chỉ biết có tỉnh giác trong thân hành niệm nội và ngoại mà còn phải tỉnh giác trong chánh niệm tức là biết hành động của thân khẩu ý của mình đang làm việc gì thiện hay ác lại còn phải biết các pháp bên ngoài thiện hay ác để ngăn chặn và diệt còn thiện pháp thì tăng trưởng có như vậy mới được gọi là tỉnh giác trong chánh niệm của cuộc sống ba siêng năng tu tập định vô lậu quán xét tư duy về đời sống là khổ lòng ham muốn là khổ nhân quả là khổ ái dục là khổ sân hận là khổ nhớ thương là khổ thân thọ tâm pháp vô thường bất tịnh là khổ thực phẩm bất tịnh thường ăn vào sinh ra bệnh tật. Ái dục bất tịnh sinh ra dục lạc, khiến tâm mê mờ, tạo nhiều ác nghiệp là khổ, vân vân. Quán tưởng nhàm chán cuộc sống thế gian là khổ. Vì vui đó rồi lại khổ đó, khổ đó rồi lại vui. Cuộc sống của con người giống như một vở tuồng trên sân khấu, không có gì bảo đảm. 4. Phải dứt khoát xả tâm cho thật sạch. Tâm như cục đất thì mới mong có sự thanh thản, an lạc và vô sự. Đó chỉ là mới có sự bắt đầu cho một cuộc sống biết tu hành, chứ chưa phải là thấm nhuần sự giải thoát. Cho nên, hiểu biết chỉ là một sự mới bắt đầu tỉnh thức cho một điều kiện nhân quả thiện để chuyển đổi nhân quả ác.